Alo, xin chào. Hôm nay mình tiếp tục làm Reading IELTS quyển 13 nha. Test 3, bài đọc số 1, trang 60. The Coconut Palm. Nhớ chăm chỉ học từ vựng trong quyển này ha. Cô sẽ để đường link ở cuối clip để các bạn tải về. Cảm ơn anh Nguyễn Mạnh Trọng rất nhiều vì đã biên soạn quyển này nha. Nhớ là đọc sơ qua những cái câu hỏi trước, rồi mới vào đọc bài đọc. Rồi, mình vô đoạn 2 nha. Vậy tại sao mình không vô đoạn 1 mà mình lại vô đoạn 2 ta? Là tại vì khi mà mình đọc câu hỏi, thì ở bên câu hỏi số 1 mình thấy nó nói tới trunk, up to 30 meters. Trunk là cái thân cây á, up to tới 30 mét, thân cây cao tới 30 mét. Vậy thì khi mà mình vô đoạn văn thì mình sẽ đảo mắt từ trái sang phải, xuống hàng từ trái sang phải. Thì đến dòng thứ 3 của đoạn 2 mình thấy gray trunk up to 30 meters tall. Cái cây dừa thì thân xám và có cây cao đến 30 mét. Vậy thì mình xác định là cái khúc trả lời của câu hỏi số 1 nó nằm ngay đây. Vậy thì cái dòng thứ 4 nó nói this is an important source of timber used for building houses. Đây là một cái nguồn quan trọng, nguồn gỗ, timber là gỗ nè, quan trọng để mà xây nhà. And is increasingly being used as, là và ngày càng được sử dụng như là a replacement for endangered hardwoods in the furniture construction industry. Và ngày càng được sử dụng như là một cái thay thế cho gỗ cứng, mà endangered là ngày càng hiếm. Ở trong industry là ngành công nghiệp xây dựng, ngành công nghiệp làm đồ nội thất, furniture. Vậy thì ở bên câu hỏi số 1 này nó nói trunk là cái thân cây nè, uses sử dụng làm cái gì? Timber for houses là gỗ để xây nhà. And the making of và làm cái gì nữa? Thì đáp án sẽ là furniture, làm đồ nội thất. Making of furniture bằng với furniture construction. Rồi mình nhìn câu hỏi số 2, mình thấy là flowers at the top of the trunk. Ở bên đoạn thứ 2, dòng thứ 3 từ dưới đếm lên, mình cũng thấy có flowers, có at the top of the trunk. Tức là mình sẽ xác định là cái câu trả lời cho câu hỏi số 2 nó nằm ở khu vực này. Vậy mình đọc tiếp ha. Cái stem này, nó may be tapped for their sap to produce a drink. Cái sáp này để tạo ra một cái loại thức uống. Vậy ở bên câu hỏi số 2 nè, nó nói cái sáp này là used as a drink, tức là được sử dụng như là một loại thức uống, or a source of, hoặc là được sử dụng như là một cái nguồn gì đây. Vậy quay trở lại đọc, mình thấy nó nói the sap can also be reduced by boiling to produce. Tức là cái sáp này cũng được reduce, tức là giảm xuống, cũng được cô đặt lại bằng cách là đun lên để cho ra a type of sugar used for cooking, một loại đường được dùng để nấu ăn. Vậy thì câu số 2 của nó là a source of gì? A source of sugar, một loại đường ha, một cái nguồn cung cấp đường. Rồi mình đến đoạn 3 nha, dòng thứ nhất mình bắt đầu thấy chữ fruits là trái dừa nè. Thì dòng thứ 3 mình thấy nó nói tới middle layer là cái lớp ở giữa. Thì nó nói lớp ở giữa này nó có cái coir là cái sơ đó, sơ dừa. Which has numerous uses. Cái mà có nhiều cái cách sử dụng lắm và and is particularly important. Và đặc biệt là quan trọng in manufacturing ropes, trong việc sản xuất dây thừng. Middle layer coil manufacturing ropes. Vậy thì ở câu số 3 mình thấy từ khóa là fruits nè. Mình thấy có middle layer nè, coil fibers. Vậy thì used for cái gì? Được sử dụng cho cái gì? Được sử dụng cho làm dây thừng. Cho nên đáp án số 3 là used for ropes. Rồi dòng thứ 5 mình thấy có cái từ khóa là innermost layer. Dòng thứ 6 nó có câu an important product obtained from the shell is charcoal, là
Một cái sản phẩm quan trọng mà có được từ cái vỏ dừa đó chính là charcoal, là dầu dừa ha. Vậy thì ở bên câu số 4 nó nói nè, inner layer shell. Cái shell này là một cái source, là một cái nguồn gì? Vậy thì nó là một cái nguồn dầu dừa ha, charcoal. Rồi mình đến hai dòng cuối của đoạn đó nha. When broken in half, khi mà được chặt ra làm nửa, thì the shells are also used as bowls in many parts of Asia. Là khi mà trái dừa bị chặt ra làm nửa thì cái vỏ dừa cũng được sử dụng như là những cái tô. Chữ bowls này có nghĩa là những cái tô ha. Thì ở câu số 5 nó nói when half, khi bị chặt một nửa thì được sử dụng for cái gì? Đó chính là for cái tô, bowls. Rồi đến câu hỏi số 6 ha. Mình thấy từ khóa là coconut water, nước dừa. A drink để mà uống nè. A source of, và nó là một cái nguồn gì đó, for other plants, cho những cái cây khác luôn. Vậy thì qua đoạn cuối của trang 60, dòng thứ hai mình bắt gặp được từ khóa coconut water, which is enjoyed as a drink. Cái mà được thưởng thức như là một thức uống, but also, không những là thức uống mà nó còn provides, cung cấp the hormones, cái hormone which encourage other plants to grow more rapidly, mà khuyến khích các cái cây trồng khác mọc nhanh hơn, thúc đẩy các cây trồng khác mọc nhanh hơn. Vậy nó cung cấp cái hormone ha. Vậy thì ở bên này nó là a source of cái gì? Nó là một cái nguồn hormones for other plants. Rồi xem ba dòng cuối của trang 60 nó nói dry coconut flesh, copra, is made into coconut oil and coconut milk. Là flesh là thịt nè ha, cái thịt dừa, thịt của trái dừa đó, thì được làm thành dầu dừa và sữa dừa, which are widely used in cooking in different parts of the world. Cái mà được sử dụng nhiều trong nấu ăn ở nhiều nơi trên thế giới, as well as in cosmetics, là cũng như là được sử dụng ở trong lĩnh vực mỹ phẩm ha. Vậy thì ở câu số 7 nó nói coconut flesh này, cái thịt dừa này để làm gì đây? Oil and milk for cooking, dầu và sữa để mà nấu ăn, và cái gì đây? Trong lĩnh vực nấu ăn và trong lĩnh vực cosmetics là mỹ phẩm. Rồi dòng cuối của trang 60 nói a derivative of coconut fat, tức là một cái chiết xuất từ chất béo của dừa là glycerin á, thì cái glycerin này nó acquired strategic importance, nó đã đạt được cái tầm quan trọng về mặt chiến lược in a quite different sphere, trong một cái lĩnh vực khá là khác biệt, as Alfred Nobel introduced the world to his nitroglycerin based invention. Như là Alfred Nobel đã giới thiệu cho cả thế giới biết về cái phát minh dựa trên nitroglycerin của ông, đó là dynamite, đó là thuốc nổ. Vậy thì cái glycerin này, câu số 8 nó nói glycerin as an ingredient, glycerin là một cái nguyên liệu ở trong cái gì? Đó là in dynamite, thuốc nổ. Vậy thì các bạn thấy là cái phần điền từ vô chỗ trống, cô nói là cả listening lẫn reading, thì phần điền từ vô chỗ trống mình chịu khó nhanh tay lẹ mắt tìm những cái từ khóa trong câu hỏi và từ khóa ở trong bài, là mình có thể suy ra được những cái từ để điền vào nó dễ như vậy nè. Ban đầu nếu như mà mình làm mà mình thấy khó quá, xong rồi mình xem cái phần giải của cô xong mà mình hiểu á, thì mình tập làm lại lần nữa, thì những cái test kế tiếp á, mình sẽ nhạy hơn và mình sẽ thích cái phần điền từ vào chỗ trống nhiều hơn. Rồi mình đến đoạn thứ nhất của trang 61 nha. Dòng thứ 5 nó nói là exposed to the full glare of the tropical sun, là được tiếp xúc với toàn bộ cái ánh mặt trời của vùng nhiệt đới, thì coconut seeds are able to germinate and root, là hạt giống của cây dừa vẫn có thể đâm chồi nảy mầm.
Trong khi đó, câu số 9 lại nói coconut seeds need shade in order to germinate, là hạt giống của cây dừa cần cái bóng mát, cần cái bóng râm để mà nảy mầm. Vậy là trái với cái ý hồi nãy, cho nên đáp án là false, sai ha. Rồi tới dòng thứ tư của đoạn cuối ha, mình thấy có 16th century nè, thế kỷ thứ 16. Và ở bên cái câu số 10 mình cũng có 16th century, thế kỷ thứ 16. Vậy thì coi là coconut, là dừa, nó được transported, được vận chuyển từ đâu tới đâu nha. Trong câu số 10 thì nói dừa vận chuyển từ châu Á tới châu Á từ Mỹ, có nghĩa là từ Mỹ tới châu Á. Nhưng mà ở trong đoạn văn á, ở dòng thứ 6 thì nó nói nè, from Asia to Africa and then to America. Những cái mà cô tô màu này nè là những cái mình chú ý từ from to ha. Nói lại ha, trong bài đọc thì nói là dừa nè được vận chuyển từ châu Á tới châu Phi rồi mới tới Mỹ. Nhưng mà cái câu số 10 nó lại nói ngược, nó nói là từ Mỹ rồi tới châu Á. Như vậy bị ngược rồi ha, châu Á tới châu Phi rồi mới tới Mỹ, chứ không phải là từ Mỹ đi tới châu Á. Như vậy đáp án của câu số 10 là false, sai. Rồi mình đọc câu số 11 nha. Câu số 11 nó nói coconuts found on the west coast of America were a different type from those found on the east coast, là dừa được tìm thấy ở bờ biển phía tây của Mỹ là một loại dừa khác với những cây trái dừa được tìm thấy ở bờ biển phía đông. Vậy thì ở bên đoạn cuối của bài mình thấy dòng thứ hai có nói tới east coast, bờ biển phía đông. Dòng thứ 7 có nói tới west coast, nhưng mà nó không, trong nguyên đoạn này nó không có nói là loại dừa ở bên này khác với loại dừa ở bên kia. Cho nên đáp án của câu số 11 mình sẽ chọn là not given ha, không có đề cập đến trong bài. Rồi mình đến dòng thứ 5 từ dưới đếm lên của đoạn đó nha. In Asia, there is a large degree of coconut diversity and evidence of millennia of human use. Ở châu Á thì có một cái lượng lớn, cái sự đa dạng dừa và bằng chứng là hàng ngàn năm con người sử dụng rồi. But there are no relatives growing in the wild, là nhưng mà không có họ hàng nào của nó mà mọc ở trong tự nhiên hết á. Tức là chỉ là trồng thôi, phải trồng mới có chứ không có mọc trong tự nhiên ha. Cho nên câu số 12 nó nói all the coconuts found in Asia are cultivated varieties. Tất cả các cái loại dừa được tìm thấy ở châu Á đều là được trồng trọt đa dạng hết. Vậy thì đáp án của nó là true ha, đúng. Rồi mình sang ba dòng cuối của đoạn cuối luôn nha. In America there are close coconut relatives. Ở Mỹ thì có cái dòng họ của dừa, tức là cũng có nhiều loại dừa. But no evidence that, nhưng không có bằng chứng nào nói là coconuts are indigenous, là dừa là bản địa ở đó. These problems have led to the intriguing suggestion that, và những cái vấn đề này đã dẫn tới cái đề xuất thú vị là coconuts originated on coral islands in the Pacific, là dừa bắt nguồn từ những hòn đảo san hô ở Thái Bình Dương, and were dispersed from there, và đã được phân tán từ đó. Vậy ở đây ba cái giọng này nó đang nói là dừa ở đâu thôi ha, dừa không phải là bản địa của nó là ở Mỹ, cho nên người ta mới nói là nó xuất phát từ những hòn đảo san hô ở Pacific, chứ không hề nói như câu 13 là coconuts are cultivated in different ways in America and the Pacific, là dừa được trồng theo nhiều cách khác nhau ở Mỹ với lại Thái Bình Dương. Đâu có nói là in different ways, cultivated in different ways đâu. Cho nên đáp án là not given, không có đề cập đến trong bài. Rồi, vậy là mình xong một bài nữa rồi ha. Cô chúc các trẻ chăm chỉ để học giỏi giống như cô Captain Ben nha. Bye bye, hẹn gặp lại ở clip kế tiếp.